Hey, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Pixelmon Reforged. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất bởi khi mình ra video nha. Và hiện tại thì Pixelmon Reforged đã cập nhật lên bản 8.12 rồi các bạn ơi. Ồ, và chúng ta đã có được rất là nhiều Pokemon mới luôn. Ôi, ở đây mình có được một em Farfetch'd nè. Ủa, con này thì mình đã có chưa ta? Wow, nhìn nó khá là lạ các bạn ơi, hình như nó đã mới cập nhật lại rồi nè. Mình sẽ lấy con Farfetch'd của mình ra coi thử coi nó có giống như cái em này không nha. À, đây chính là Farfetch'd Galarian các bạn ơi. Rồi, nó cầm cái cây măng luôn, chứ không phải là cây hành. Ủa, phải không ta? Nhìn nó to phải cái chưởng các bạn à, xịn thiệt sự luôn. Ôi, để bây giờ mình sẽ tiến hành thu phục nó luôn nha. Đầu tiên thì mình sẽ lấy Scissor ra để mà Fall Sweep cho nó còn một máu coi. Wow, lâu lắm rồi chúng ta mới quay trở lại với lại Pixelmon đó các bạn ơi. Và hiện tại thì đã có rất là nhiều Pokemon đã được cập nhật rồi đó. Chúng ta có thể tha hồ mà phiêu lưu, khám phá và thu phục những cái em Pokemon tiếp nữa rồi. Quả đầu tiên mình sẽ bắt đó chính là Whitbone nha. Wow, thế là mình phải làm mới cái PC của mình nữa rồi. Wow, hơi căng thẳng nha. Ôi, em này khó bắt quá gì ta. Đây chính là Farfetch'd Galarian các bạn ơi. Nhìn rất là xịn sò luôn nha. Ui, hàng gì mình thấy nó lạ lạ đã thiệt sự các bạn ơi. Chắc cái quả tiếp theo mình sẽ xài đó chính là Safari Bond đi ha. Tại vì mình đang ở cái vùng đồng bằng mà. Cái vùng đồng bằng chúng ta nên xài cái quả Safari Bond đó các bạn ơi. Ui, vẫn chưa thành công luôn. Bắt khó quá vậy. Xài thử mấy quả khác đi, Summer Bond chẳng hạn. Ủa, sao tôi còn có 5 quả Sabobon vậy ta? Để tí mình phải lấy ra thêm mới được. Đây rồi. Đó, Farfetch'd Galarian đã được thu phục các bạn ơi. Xịn so với cái chữ nha. Rồi, để mình lấy nó ra coi thử coi. Ủa, con đó nó đâu mất tiêu rồi ta? Nó mới đây luôn á. Rồi, cái PC của mình nè, nó full rồi các bạn ơi. Chắc tí mình phải dọn dẹp lại thôi nè. Ủa, nó full như thế này thì sao mà chúng ta có thể thu phục được Pokemon được? Chắc mình phải bỏ một vài em Pokemon cấp thấp đi ha. Wow, PC này. À, mình có hình như là 2 con Mr. Mime thì phải. Để mình kiểm tra coi. Ô, đây là con Mr. Mime. Ô, dạng Galarian nữa các bạn ơi. Ô, Mr. Mime Galarian nè. Ủa, lúc trước nó là một con Mr. Mime rất là bình thường nữa các bạn ơi. Wow. Ôi, bên đây chúng ta có được một em Bonita. Hình như là Bonita bình thường thôi phải không? Bây giờ mình phải kiểm tra từng con Pokemon á, để mà biết nó phải là cái dạng Galarian không đó các bạn ơi. Wow, xịn xò chứ kia. Ôi, và đây chính là Mr. Mime Galarian nha. Nó có thể tiến hóa lên Mr. Mime Galarian được nha các bạn ơi. À, xịn xò con bò liền. Hàng gì, sao tôi thấy nó lạ. À, thì ra đây chính là cái bản cập nhật mới. Nó rất là xịn xò luôn các bạn ơi. Mình sẽ tạm bỏ một vài game Pokemon cấp thấp đi ha. Ôi, Wishiwashi, để mình kiểm tra coi. Wishiwashi mình có 2 con, một con thường, một con shiny hả? Porygon thì mình cũng có được. Ôi, đây là Porygon Z và Porygon 2 hả? Wow, mình có khá là nhiều Pokemon ở đây các bạn ơi. Nhiều vải cá chữ luôn đó. Diglett nè, bỏ đi. Những cái con nào mà cấp 1 rồi đó mình bỏ đi hết. Lillipup nè, bỏ đi luôn. Pokemon cấp 1 thì chúng ta không có giữ lại đâu các bạn ơi. Winguin nè. Wow, khá là nhiều luôn. Còn rất là nhiều Marip nữa. Đây là các cái màu của nó đó. Wow, Tranquil. Tranquil thì để lại không ta? Thôi bỏ đi luôn các bạn ơi. Đây Pachirisu nè. Để mình coi con này nó cập nhật cái model mới chưa. Ôi, lên bản 8.12 rồi mà Pachirisu vẫn còn cái model cũ các bạn ơi. Hơi ủ một xíu. Rồi, để bây giờ mình coi thử em Farfetch'd Galarian nó như thế nào nha. Đây đây, xịn soi con bò luôn. Ui, rất là ngầu các bạn ơi. Nó vét cái cây hành. Phải không, lần này là cây hành luôn hả? Hành hay là còn tay đây? Rất là to luôn các bạn ơi, xịn vãi. Rồi, để mình cất này vô đi ha. Mình có con Ponyta thường không ta? Ui, hình như là mình không có rồi. Chắc bây giờ mình phải cầm luôn một cái em Scissor theo đi ha. Để tí á, có gì mình thu phục Pokemon cho nó gọn các bạn ơi. Ui, em Genesect này thì mình cất vô đi. Mình đâu có luyện con này đâu. Mình đang luyện em Solgaleo mà. Solgaleo của tôi cấp 79 rồi đó. Ồ, Ui, có cả con mèo ở đây nữa. Để kiểm tra thử phải là mèo Galarian không. Ui, mèo thường các bạn ơi. Mèo thường thì múc mèo này luôn. Mèo của đội hỏa tiễn nè. Đốt con mèo này luôn. Nó cho mình mấy cái thỏi vàng thôi các bạn ơi. Wow, mèo quanh đây khá là nhiều. Nhưng là mèo thường thôi các bạn ơi. Á, à, chết. Ủa, mình đang đeo cái bộ Thunder mà. Sao mình nhảy cao cái gì ta? Để mình kiểm tra lại coi. Ủa, hồi nãy sao mình nhảy cao quá vậy? À, mình đang ấn gần nhà mình. Gần nhà mình có cái enchant nhảy cao. Trời ơi, hèn chi. Mình phải enchant chạy nhanh gần nhà lại mới được. Về nhà một phát là nó hơi bị lắc các bạn ơi. Tại vì đồ đạc trong nhà mình nó rất là nhiều luôn. Đây, mình phải enchant lại cái chạy nhanh này đi ha. Ồ, mình thích chạy nhanh hơn là nhảy cao. Wow, cái này thì chạy siêu phẩm luôn các bạn ơi. Ui, bên đây có một con Linoone nè. Để mình kiểm tra coi đây có phải là dạng đặc biệt của nó không. Ui, hình như là không các bạn ơi. Đây là dạng thường thôi. Wow, cái bản cập nhật này á thì nó mang lại cho chúng ta khá là nhiều cái hiệu ứng rất là đặc biệt luôn các bạn ơi. Nó cập nhật quá là nhiều thứ luôn đó. Rồi để mình sẽ thử cái em Ponyta này luôn nha. Xử luôn Ponyta này đi. Nói một xíu tôi muốn lẹo cái lưỡi à. Ai chết, con này hệ lửa mà. Mình phải xài chiêu hệ nước đi. Đó, giết nó cho nhanh các bạn ơi. Bên đây có mấy con mèo nữa nè. Mèo bình thường thôi. Mèo với tôi. À, mình sẽ xài chiêu gì đây? Flare Blitz này đi ha. Đốt nó luôn các bạn ơi. Ồ, xịn sòi con bò liền. Bộ cái hiệu một phát rồi chúng ta lại tiến hành đi phiêu lưu thôi. Wow, đã thiệt sự các bạn ơi. À, bên đây chúng ta có được một con Farfetch'd. Mà đây là cái dạng thường thôi các bạn ơi. À, có một con Zigzagoon nè. Ui, đây cũng là Zigzagoon thường thôi. Không phải là dạng đặc biệt các bạn ơi. Ngẫm củ tỏi luôn nha Zigzagoon. Wow, toàn mấy con thường không vậy? Tính ra hồi nãy mình hên lắm á. Mình mới gặp được một em Farfetch'd Galarian đó các bạn ơi. Wow, xịn sò nha. Và hình như nó cũng cập nhật thêm một vài cái dạng Summer nè, dạng Alter và cái dạng gì đó khá là lạ các bạn ơi. Để khi nào mình thấy mình sẽ cho các bạn coi thử nha. Ôi, chúng ta lên núi coi thử có gì hot không. Ôi, hình như trên núi không có gì rồi. Chắc mình phải đi qua cái vùng đồng bằng thử đi ha. Không biết cái bản cập nhật này có em Legendary nào không nữa. Nhưng mà mình thấy kiếm và khuyên vẫn chưa được cập nhật vào trong đây các bạn ơi. Mày nè. À, kể cả cái em Eternated gì á, nó cũng chưa được cập nhật luôn các bạn ơi. Ồ, bên đây chúng ta có được một em Bellsprout nè. Bellsprout dạng bình thường thôi. Trời ơi, vẫn chỉ thấy dạng thường thôi các bạn ơi. Chúng ta kỳ vọng nhiều quá nhưng mà chưa gặp. Ủa, chúng ta thấy được một em Pokemon gì mới nè. Nó tên Hatenna. Ủa, mình mới vừa thấy. Ồ, bên đây nè các bạn ơi. Để mình coi con đó là con nào cái đã. À, đây Hatenna. Trời ơi, mình đọc tên không có kịp. Ủa, nó ở đâu vậy? Ở đây các bạn ơi. Wow, Pokemon mới. Em này của Gen 8 nè. Wow, nhìn xịn xò nha. Mình sẽ bắt cái em này luôn nha các bạn ơi. Ui, Hatenna. Không biết nó có tiến hóa không nữa. Ui, cái bản cập nhật mới này hình như mình quay trục phải không được các bạn ơi. Và đây chính là Hatenna nữa các bạn ơi. Giờ mình sẽ bắt nó luôn bằng Whitbone nha. Ồ, quên, mình phải lấy thêm một vài quả Tamabon ra nữa chứ. Và em Hatenna này đã được thu phục rồi nè. Ui, xịn chưa. Đây, Hatenna. Ôi, hình như nó có tiến hóa nữa các bạn ơi. Nó còn hai bậc nữa, đó chính là Hattrem và Hattrem. Ui, để mình coi thử nó tiến hóa bằng cách nào nha. Hatenna Evo. Nó sẽ tiến hóa khi nó đạt được cấp 32. Ủa, con hồi nãy đạt cấp bao nhiêu rồi? Để mình lấy ra mình coi thử luôn nha các bạn ơi. Hatenna. Ôi, con này cấp 30 rồi. Chỉ còn 2 cấp nữa thôi là nó có thể tiến hóa được rồi các bạn ơi. Đấy, ngon lành cành đào chưa. Ôi ơi. Rồi mình coi kích thước của nó coi. Rồi, kích thước chuẩn thôi hả? Chuẩn mà nó đã như vậy rồi. Nói chung cũng khá là tuyệt vời đó các bạn ơi. Đấy, mà con Zigzagoon thường. Zigzagoon thường. Múc mày luôn nha. Fury Cutter. Và đây có một con mèo nữa. Và vẫn chỉ là mèo thường thôi bạn ơi. cứ quanh quẩn gặp mấy cái con thường không à. Dạng Galarian thì nó cũng khá là hiếm để xuất hiện đó. Metal Claw. Nhảnh củ tỏi luôn. Rồi để bây giờ mình lấy thêm một vài quả Tamobon ra nữa coi. Tamobon tôi có để trong đây không? Đây, hên quá các bạn ơi. Mình còn cái gì nữa? Ultra Ball nè. Còn quả nào nữa không ta? Hình như là hết rồi. À, như vậy là được rồi đó. À, sẵn tiện chắc mình sẽ cho Bankia lên cấp 99 luôn các bạn ơi. Ui, ngon lành canh đao liền. Phía bên này có một em mèo nè. Mèo thường thì dứt mày thôi. Space Orange. À, dãnh củ tỏi luôn. Wow, trời tối thì không biết có Pokemon nào xuất hiện không nhờ. Ui, bên này chúng ta có được một cái con mèo. Ủa, mèo gì vậy? Hình như là mèo Alola thì phải các bạn ơi. Chúng ta còn có được mèo Galarian nữa các bạn ơi. Mình thì mình chưa thấy cái dạng đó. Để mình kiểm tra một lần nữa cho nó chắc đi ha. Ủa, con mèo đó mình để đâu mất tiêu rồi ta. Ủa, đây là con mèo thường hả? Ủa, đây chỉ là mèo thường thôi à. Ủa, sao kỳ vậy ta? Ủa, mèo Alola của mình để đâu rồi ta? Mình cũng không nhớ luôn. Rồi để mình lấy Caesar ra lại đi. Rồi con mèo này chắc mình sẽ tiễn nó lên đường quá các bạn ơi. Hình như đây chính là mèo Alola thôi, không phải là mèo Galarian đâu. Ui, bây giờ các bạn ơi, quay chuột nó khá là khó nè. Fury Cutter mày nè. Ui, Zigzagoon. Chúng ta lại gặp thêm em Pokemon khác nữa nè. Bên này chúng ta có được một ông Mewtwo hả? Wow, có được Fusion Play luôn. Ngon. Electro Web, Strike Cannon. Đây là chiêu gì đây? Expanding Force. Wow, hình như là mấy cái chiêu mới thì phải. À, chúng mình thấy được một em Zigzagoon Galarian rồi các bạn ơi. Nó đây nè. Wow, xịn vậy. Ui, đây các bạn à, nhìn xịn soi con bò chưa? Ui, nhìn đã thiệt sự luôn. Em này thì mình sẽ bắt bằng Whip Ball luôn nha. Ôi, đã thiệt. Nó mới cấp 2 thôi các bạn à. Và yes, Zigzagoon. À, ngon lành liền. Zigzagoon. Ôi, em này nó có tiến hóa lên Galarian Lioneal không ta? Để mình kiểm tra coi. Zigzagoon Evo. Cấp 20 thì nó sẽ tiến hóa. Mình cũng chưa rõ nữa. Để mình sẽ thử nha các bạn ơi. Zigzagoon của tôi. Đây. Wow, mình đã có được 3 dạng Zigzagoon luôn. Một dạng shiny nè, một dạng thường. Và đây là cái dạng Galarian các bạn ơi. Wow. Ui, nhìn nó có khác gì không ta? Nhìn con mắt nó nè. Ui, lưỡi nó thè ra luôn. Cũng khá là ghê đó. Thôi mình cứ cầm nó đi luyện cấp trước đi rồi tính tiếp các bạn à. Ui, mình lại về nhà rồi nè. Xịn vãi cái chướng à. Chắc mình phải đi ngủ một phát đi. Rồi sáng á, mình sẽ đi qua những cái vùng rừng rậm để mà chúng ta sẽ đi coi thử nha. Chúng ta sẽ khám phá vùng rừng rậm coi. À, ngon liền. À, có một con Lioneal nè. Không biết đây phải là cái dạng Galarian không nữa. Ô, dạng Galarian luôn các bạn ơi. Ôi, đã thiệt sự các bạn à. Đây. Ôi, đây chính là tiến hóa của em Zigzagoon hồi nãy nè các bạn ơi. Mình sẽ bắt nó luôn bằng Whipbone nha. Xịn vãi cả chữ à các bạn ơi. Đã thiệt sự luôn. Ôi, bắt chưa được luôn. À, hơi khó bắt nha. Nhưng mà không sao, mình sẽ phone whip nó và bắt nó từ từ coi. Cho mày còn một máu nè. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xài cái quả Safari Ball nha. Quả này dùng để bắt các Pokemon ở trên đồng cỏ đó các bạn ơi. Wow, nhưng chưa được. Nó tăng tỷ lệ thôi. Một quả Safari Ball nữa đi ha. Trời ơi, nãy giờ làm tôi hơi bị hố rồi nha. Cái quả Safari Ball này. Ây, vẫn chưa được luôn. Xưa vậy. Vậy thì lụm nó luôn bằng Tamobon đi, cho nó lẹ các bạn ơi. À, Lioneal. Ngon lành canh đao liền. Ủa, chưa được luôn. Wow, nó cấp 31 thôi nhưng mà khá là khó bắt đó các bạn nè. Hơi khó nha. Thêm một quả Tamobon nữa. Và yes, chúng ta lại thêm một dạng Galarian nữa rồi. Ôi, có một con Apo nè. Đây, em này mình đã xong rồi các bạn ơi. Linoone Leonie. Rồi, để mình cùng kiểm tra em nó thử coi các bạn. Ngon vậy, có chữ hả? Mình tính tiến hóa cái con này, nhưng mà cái con kia nó xuất hiện rồi nên lụm nó luôn. Mấy em Pokemon cấp thấp thì mình sẽ bỏ hết nha các bạn ơi. Wow, tập ngày hôm nay kiếm khá là nhiều Galarian luôn nè. Ui, nhìn mặt nó quái quỷ vậy, chưởng hả các bạn ơi. Răng nó kìa. Cũng khá là đáng sợ đó. Rồi em này thì mình sẽ cất nó vào đi ha. Ngon lên. Để mình lấy Apo ra coi thử nhé các bạn ơi. Ui, Apo thì mình đã có được một cái dạng shiny hả? À, tại vì hôm bữa mình đổi cho Subo rồi. Dạng này thì nó có 2 trái tim, để mình kiểm tra coi. Em này cũng có 2 trái tim thôi. Như là Apo bình thường thôi các bạn ơi. Bình thường thì chúng ta sẽ tiến hành tiễn Apo này lên đường luôn đi ha. Ôi, nó cho mình thịt thỏ hả? Cũng hay ha. Ôi, có Vivillon kìa. Ủa, Vivillon hình như dạng này mình đã có rồi các bạn ơi. Để mình coi gần mình có mấy cái vùng nào đó đặc biệt nha các bạn ơi. Chúng ta sẽ thẳng hướng trước mặt để mà đi tiếp đi nha. Ôi, có một con Slowpoke nè các bạn ơi. Slowpoke. Ôi, dạng bình thường rồi. Ủa, sao bây giờ Slowpoke nó xuất hiện ở trên mấy cái con sông nữa ta? Khá là khó hiểu hẹn. Ui, Electroc. Đây chỉ là Electroc bình thường thôi các bạn ơi. Chúng ta còn một dạng Electroc Summer nữa. Đó chính là một cái dạng mới đó các bạn à. Ui, nhưng mà nó cũng khá là khó hiếm để mà xuất hiện đó. Không có dễ dàng đâu. Mình gặp được cái PC của mình hồi nãy nè. Ui, mình gặp được cái PC mà mình bỏ quên nè các bạn ơi. Ui, bị thất lạc nhiều cái PC vậy cái chuyện nha. Tại mình quên á. Ui, bây giờ đã có cơ hội để mà lấy lại nó rồi nè. Ngon vậy. Có một con Pokemon mới kìa các bạn ơi. Và đây là Arrokuda hả? Ôi, con gì lạ quắc vậy? Để mình đi qua mình bắt nó thử nha các bạn. Ui, xịn xò nha. Ủa, con này nó ở đâu vậy? Ủa, nó là con này hả ta? Nó là con cá các bạn à. Ui, và đây chính là con cá của Gen 8 nè. Con này cấp 25 thôi. Sẵn tiện thì mình sẽ bắt nó luôn nha. Đầu tiên thì bắt bằng cái quả Whip Ball trước đi. Ui, nhìn lại quá à. Ui, một em cá của Gen 8 các bạn ơi. Nhìn xịn vãi có chưởng luôn đó. Đây ơi. Thành công luôn, rất là dễ các bạn ơi. Đây là Arrokuda. Để mình coi thử nó có tiến hóa không nha các bạn ơi. Ê, ngon lành nha. Arrokuda. Ôi, con này nó sẽ tiến hóa khi mà nó đạt được cấp 24 hả? Cũng khá là xịn xò đó. Ôi, để sẵn tiện mình sẽ đánh cái em boss này trước đi ha. Rồi mình sẽ lấy cái em cá đó ra để mà chúng ta cùng chiêm ngưỡng các bạn ơi. Xịn với cái chưởng luôn. Em này thì mình sẽ tiến hành Felix một phát. Chết queo luôn rồi. Ui, con cá hồi nãy thì nó đạt cấp bao nhiêu rồi ta? Arrokuda. Đây các bạn ơi. Nghe như... Ôi, và những cái icon nó cũng đã thay đổi đó các bạn ơi. Wow, đây chính là hệ nước nè. Những cái icon hệ nước, hệ bay nó cũng đã thay đổi hết luôn rồi. Ui, và hình như đây là icon của hệ thường thì phải. Ui, xịn thiệt sự các bạn ơi. Đây, Arrokuda. Nó đây rồi nè. Em này thì... Ui, cấp 25 rồi mà nó vẫn chưa tiến hóa luôn. Vậy thì chúng ta phải cho nó lên 1 cấp nữa rồi. Ngon. Bữa nay có một em Bellsprout. Để mình coi thử nó có phải là cái dạng đặc biệt không nha. Bellsprout. Ui, nó chỉ là một cái dạng thường thôi các bạn ơi. Rồi, để mình đập nó luôn nha. Xài chiêu pack này thử nha các bạn. Con Bellsprout này mới cấp 2 thôi. Phải, cả chưởng à. Chúng ta sẽ lại lên đường và tiếp tục luyện cấp cho mấy em Pokemon thôi. Ui, một con Spellround khác lại xuất hiện nè. Lần này phải cái dạng đặc biệt không ta? Cũng là dạng thường thôi các bạn ơi. Em này thì cấp 21. Chứ mình sẽ chuyển qua cái em Pokemon khác để mà dễ dàng đánh bại nó hơn ha. Phát một phát nè. Một khúc máu luôn. Có thứ gì nó đang chuyển động gần mình kìa. Bác một phát nữa coi. Dẫm của tỏi luôn rồi. Ui. Và đây chúng ta lại gặp được thêm một em Pokemon mới nữa. Em này là Mewsery hả? Ui, là quắc luôn các bạn ơi. Con này cấp 20. Wow, ngon lành nha. Mew series. Ui, em nói đây nè các bạn ơi. Ồ. Ơi, nó là cái cục gì đó các bạn ơi. Nhìn khá là lạ đây. Mình sẽ bắt nó luôn bằng Whipbone nha. Lại theo em Pokemon Gen 8 nữa rồi. À, và nó xuất hiện trong rừng nha. Xịn vãi cả chữ luôn đó. Rồi, để mình kiểm tra coi. Mew series. À, con này nó có tiến hóa không ta? Con này thì... Ố? Nó có nhiều dạng tiến hóa vậy ta? Con Mew series này thì nó sẽ tiến hóa lên con Alcremie các bạn ơi. Và nó rất là nhiều cái hình dạng khác để mà tiến hóa luôn. Rồi để bây giờ mình sẽ tiến hành đánh boss trước đi, rồi tính tiếp nha. Đó, bên này có một em sóc nè, Reading. Hình như nó ở trên cây thì phải. Chúng ta sẽ lên giết nó luôn. Reading hả? Đâu rồi? Reading. À, em shop này thì chắc mình sẽ xài Volcanion đi để mà chơi cho nó dễ các bạn ơi. Mình sẽ đốt nó luôn nha, phê blitz nó nè. Ui, không có xi nhê nó luôn. Steam Eruption thử coi. À, chiêu này thì nó được hơn các bạn ơi. Wow, có vẻ là như Volcanion của mình phải ngậm củ tỏi rồi. Dãnh củ tỏi rồi bạn ơi. À, và cái con Reading nó đang bị cháy kìa. Ôi, nó có cái icon mới kìa bạn ơi. Nhìn hấp dẫn và chữ luôn đó. Mình sẽ xài chiêu đặc biệt của Sun Galio nha. Ồ, ngon lành liền. Wow, hay nha. Ui, cái bản cập nhật này nó có nhiều thứ mới và chữ luôn đó các bạn ơi. À da, rớt xuống dưới rồi. Và hiện tại mình đã có được 853 trên 881 em Pokemon rồi. Hoàn thành được 96% Pokédex rồi các bạn ơi. Ui, còn 4% nữa thôi. Nhanh vãi cái chữ luôn đó. Wow, xịn sò con bò nha. À, và còn 13 em Pokemon vẫn chưa được cập nhật trong cái gen thứ 8 này nha các bạn ơi. Mình hy vọng là nhóm tác giả sẽ sớm cho vào thôi. Ui, xịn vãi. Rồi, để bây giờ mình sẽ đi kiếm thêm mấy em Pokemon khác coi. Ồ, ngon lành canh đào nha. Chúng ta sẽ qua thử một cái vùng nào đó đi. À, để mình kiểm tra cái fishing log coi. Ui, và hiện tại mình phải còn câu thêm cho nó full một cái loài Pokemon nào đó nữa nè các bạn ơi. À, đây là Clopopus. À, nó có tên luôn nè. Hình như là Pokemon của Gen 8 thì phải. Ui, xịn nha. Còn đây là của Shelot. Shelot thì mình vẫn chưa full nè. Magikarp thì... Ui, sao chưa full vậy ta? Mình đã đủ 33 loài rồi. Nhưng mà cái Magikarp log này nó vẫn chưa full các bạn à. Cây với cái chưởng à. Thôi, để chúng ta sẽ tiến hành đi kiếm ông Officerman đi. Để mà cường hóa mấy cái con câu á. Lần này thì chắc mình xài Super Rod để mà câu cái con Glopperbus này nha các bạn ơi. Con này thì chúng ta có thể câu bằng Good Rod nè. Cũng như là cái Super Rod nha. Ui, dưới đây có một em nhện nước hả? Đồ, em boss nhện nước luôn các bạn ơi. Dứt con nhện nước này luôn nha. Chắc xài Palkia đi. Palkia mình cũng đã đạt được cấp 99 rồi. Sắp full rồi các bạn à. Spacio Ren. Ui, một phép chết queo luôn. Và nó cho mình một cái kẹo nè. À, và bây giờ thì cái con Arrokuda nó cũng đang bắt đầu tiến hóa luôn rồi các bạn ơi. Nghe như Tokuda nha. Và để mình coi. Wow. Ui, nó đẹp hơn nè. Con này là Barraskewda. mới. Nhìn xịn qua chữ các bạn ơi. Em này thì mình có cưỡi được nè. Con nãy không cưỡi được mà con này cưỡi được nè. À, các bạn nhìn nó là nó như một cái quả tên lửa vậy á. Nhìn cũng khá là hay ha. Khi bơi thì cái đuôi nó xoay xoay nè. Ui, khá là xịn các bạn ơi. Y chang là ngư lôi nè. Hay vậy. Rồi, thế là chúng ta lại có thêm một em Pokemon mới nữa rồi. Em này thì có tiến hóa nữa không ta? Barraskewda. Rồi, bây giờ thì chắc mình cũng sẽ cho em Palkia lên cấp 100 luôn đi ha. Rồi, cho mình lên cấp 100 luôn nè. Và cuối cùng thì chúng ta cũng đã full cấp cho Palkia rồi các bạn ơi. Mình sẽ cùng cất nó vào trong đây để mà lấy em khác ra để mà luyện cấp nha. Lần này thì chắc lấy em Necroma ra quá. À đây, nó chuyển động trên lá. Ôi, nó chạy mất tiêu rồi. Vãi cái chữ à. Bên này có một em Slowpoke nè. Oh, Slowpoke dạng đặc biệt nè các bạn ơi. Ôi, nhìn cái đầu nó màu vàng nè. Nhìn ngáo với cái chữ à. Ngon vãi. Em này thì mình sẽ tiến hành bắt nó luôn nha. Bằng Whipbone thôi. Wow, hình như đây là dạng Galarian hay là dạng Hunter gì đó các bạn ơi. Oh, Slowpoke. Và đây con Lapras nè. Có một con xuất hiện nè. À, nó đây nè các bạn ơi. Con này cấp 30. Con này mình cũng chưa có luôn, lụm nó thôi. À, con này thì mình phải dùng Super Rod và Good Rod để mà câu hả? Thế này cũng khá là xịn đó các bạn ơi. Slowpoke và Slowpoke nha các bạn. Đây, Slowpoke một em nè. Và con Lapras. Đây, hình như nó có tiến hóa thì phải. Wow, dưới đây có mấy em trai nè, khá là xịn sò luôn nha. Mình sẽ cùng lấy hai con hồi nãy ra, mình cùng kiểm tra thử coi các bạn ơi. Wow, đã thiệt sự luôn. Đâu rồi con Slowpoke của tôi đâu rồi? Nhìn nó lạ lắm các bạn ơi. Slowpoke, đây nè. À, mình còn có một con Slowpoke shiny nữa. Ui, không biết nó lên slow rồi thì như thế nào ta. Đây nè các bạn ơi. Ôi. Đây, cái bạn mới nhìn nó ngáo với cái chữ luôn. Màu nó cũng tươi hơn nè. Nhìn nó đỡ ù lì hơn ha. Và cái con Clubberbird để mình lấy ra cùng coi thử coi. Clubberbird. Đây là Pokemon hệ gì đây ta? À, nó hệ giác đấu các bạn ơi. À, và cái con Hatenna này thì hệ gì vậy? Giờ mình nhìn mình cũng không có hiểu hệ gì luôn. À, vậy là hệ Psychic rồi. Hệ tâm linh. Nó còn một xíu nữa thì nó sẽ tiến hóa thôi bạn ơi. Còn đây là Lapapet. Lapapet thì cái thước hiu hả? À, Lapapet là bạch tuộc. Trời ơi, là mình tưởng con gì các bạn ơi. À, vậy là cái fishing log tiếp theo của chúng ta là đi câu bạch tuộc hả? Cũng khá là xịn sò đó. Ôi, fishing log của tôi đâu rồi? À, chúng ta được 9% nữa các bạn ơi. À, vậy thì chúng ta phải câu đâu đó tầm 11 em. Ồ, hình như là 11 em Clubberbird đó các bạn ơi. Được một con rồi nè. Đây là dạng Classic, dạng bình thường thôi. Ui, khá là xịn sò đó. Ôi, bên đây có một con Apor nè. À, con Apor này rất là lạ các bạn ơi. Đây, Apor bạn mới nè các bạn ơi. Đó, các bạn nhìn nó nè. Đây, mình sẽ bắt nó luôn nha. Ồ, Apor mới nè. Biết ngay, lụm mì luôn nè. Whitborn là xả đó các bạn ơi. Có con chim gì nó bay lên đầu mình vậy? Ồ, hai con luôn, cặp luôn các bạn ơi. À, và đây rồi, Hatenna chúng ta đang bắt đầu tiến hóa rồi nè các bạn ơi. Để mình coi nó sẽ lên em gì nha. Wow, tập ngày hôm nay chúng ta có khá là nhiều Pokemon mới luôn đó. Ui, và đây rồi, Hatenna đã tiến hành lên thành con Hattrem. Ủa, chúng ta đã có được chiêu Brutal Swing rồi nè. Chắc mình sẽ thay hình Fusion quá. Ha, thay Hellbull đi. Hellbull dùng để hồi máu cho đối thủ, nó cũng không có tuyệt vời cho lắm các bạn ơi. À, Hattrem mình đã có luôn rồi nha. Để mình coi lại Apor. Ấy, Apor này giống con Apor nãy các bạn ơi. Để mình coi Hattrem nó còn tiến hóa không nha các bạn ơi. Hattrem. Ôi, cấp 42 lại tiến hóa một lần nữa các bạn ơi. Chắc khi nào đó mình sẽ luyện cho nó đi ha. Bây giờ thì mình sẽ lấy hai em Apor ra để mà cùng kiểm tra coi. Con mini ơi của mình nó cũng màu khác luôn rồi nè. Ồ, mình đã có được hai con meteor hai màu luôn. Sao kỳ vậy? Hai con hai màu luôn các bạn ơi. Wow, đây là những cái tiểu hành tinh này thì phải á. Hoặc là những con ký sinh trùng ngoài trái đất đó các bạn ơi. Mình bắt mấy con này ở bên The End đó. Rồi bây giờ thì lấy Apor ra coi thử coi. Apor. Mình sẽ cho các bạn cùng so sánh nha. Chúng ta có được một em Apor dạng mới nè. Và đây chính là Apor mắt trái tim. Các bạn hãy nhìn vào trong mắt nó nè. Đây, mắt trái tim nha. Rồi, và con này là Apor cái mặt, cái mồm há hốc nè các bạn ơi. Và đây là Apor mặt cười nè. Hay vả chữ nè. Mình coi thử Apor này mình đã có chưa ta. Như Apor mình mới vừa bắt thì phải. Mồm há hốc đúng không? Ui, đúng rồi các bạn ơi. Cái này mình đã có rồi. Lại thêm một em boss nữa kìa. Đây là Hoppip nha các bạn. Chắc mình sẽ xài Latios để mà đánh nó luôn. Latios của mình đã đạt được cấp 99 rồi. Tự nhiên mình luyện nó tới cấp 99 rồi mình cất vô các bạn ơi. Mình quên. Em này thì Dragon Ball phát nữa. À, nó lại cho mình thêm một cái kẹo nữa. Ôi, sẵn tiện thì cho Latios lên cấp 100 luôn đi. Full cấp thêm một em Pokemon nữa rồi. Các bạn ơi, hình như mình còn hai dạng khác nữa của Apoc các bạn ơi. Đó chính là cái dạng biểu cảm thứ hai và cái dạng bóng tối các bạn à. Ồ, thế là chúng ta sẽ có được 4 dạng của Apoc lận. Kinh khủng dư. Bạn mới nó xịn vãi. Có một con Butterfree kìa. Con Butterfree này có gì hết không? Ủa, Caesar bây giờ có thể bay được. Wow, các bạn ơi, có thể bay được luôn nè. Ôi xịn thiệt sự các bạn à. Đó, như vậy mới đã chứ. Wow, mình mới biết luôn các bạn ơi, Caesar có thể bay được nha. Wow, thôi thì chắc tập ngày hôm nay tới đây thôi các bạn ơi. Mình khám phá như vậy là đủ rồi. Thì mình đã tiến hành cập nhật cái bản mod Pixelmon Reforged lên bản 8.12. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Nhớ để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.